Ok, chào Liên. Mình được biết là Liên biết đến máy Thermomix là thông qua một bài chia sẻ của một người bạn ở trên mạng xã hội đúng không? Thế và mình có mời Liên đến tham dự cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay. Thì qua cái buổi trải nghiệm này thì Liên thấy là Thermomix nó mang lại được cái giá trị gì đối với Liên? Hoặc là nếu như mà Liên mua cái máy này thì Liên sẽ mong muốn là nó sẽ giúp đỡ Liên công việc gì ở trong bếp? Thật ra thì từ trước tới giờ thì mình cũng luôn mong mỏi có một cái giải pháp để có thể hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề là chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái tốt hơn. Vì cái điều kiện công việc của mình thì tương đối bận rộn, và khi mà mình nhìn thấy cái sản phẩm bạn mình đang sử dụng thì nó đáp ứng được cái nhu cầu mong muốn của mình là có được những cái bữa cơm ngon, có thể làm được rất là nhiều các cái món ăn mà đạt chuẩn. Đúng rồi. Đấy, mà trong khi cái kỹ năng bếp núc của mình thì nó tương đối kém. Đấy, nhưng mà vẫn muốn cho con mình thay vì việc là đi ra ngoài nhà hàng, hai mẹ con cùng vào bếp xong cùng nấu những cái món ăn ngon như thế. Và hôm nay thì cũng được trải nghiệm cái buổi làm su kem. Đúng rồi, bé nhà mình cũng rất là thích thì chắc là mình cũng sẽ quyết định mua thôi. Cảm ơn mình.